Ngày nay thì người ta có quá nhiều công cụ marketing để mà lựa chọn, có thể lên tới 200 và 250 công cụ. Tuy nhiên thì việc có quá nhiều công cụ marketing á, làm cho một số người họ đã không còn hiểu rõ bản chất của quy trình bán hàng nữa. Tức là ví dụ như họ cứ nghĩ là dục cái TVC lên là sẽ bán được hàng, chạy Google Ads sẽ bán được hàng, hoặc là chạy Facebook Ads nó sẽ bán được hàng. Họ không hiểu là cuối cùng là chúng ta phải tạo ra một tập khách hàng tiềm năng trước, rồi sau đó chúng ta mới chuyển đổi tập khách hàng này thành sale bằng những việc tương tác với khách hàng. Thì một công cụ mà truyền thống hồi xưa ông bà mình hay làm thôi, có gì đâu. Ví dụ như là một người bán bún ngoài chợ, thì việc cô ta mở cửa hàng thì đầu tiên cô ta làm ấy, là cô ta sẽ đem bún tặng hết tất cả những người xung quanh. Và từ những người xung quanh đó, họ lại giới thiệu cho người thân bạn bè của họ, thì họ lại lan tiếp ra theo vòng tròn mối quan hệ. Thì đây là một cái phương pháp bán hàng truyền thống có hàng trăm năm rồi, và nó cực kỳ hiệu quả, kể cả ngày nay. Đặc biệt là những tập đoàn lớn như là Red Bull, như là những công ty Procter & Gamble hay là Unilever vẫn hay xài. Nhưng mà không hiểu vì sao mà rất nhiều startup hay là SME họ bỏ qua nó, mà cứ tập trung chăm chăm làm TVC không à. Tốn rất nhiều tiền mà thiếu điều muốn phá sản luôn. Thì referral marketing nó hay ở chỗ là thông qua sức mạnh của sự truyền miệng thì sản phẩm của bạn sẽ được tiếp thị bởi bên thứ ba, chứ không phải là bạn. Vì chính bạn quảng cáo cho chính bạn sẽ không ai tin, nhưng mà bạn lại được người khác quảng cáo cho bạn thì người thứ ba sẽ rất là tin. Và việc này nó cứ lan như thế mãi mãi. Chi phí marketing vừa thấp mà lại maximize được cái hiệu quả khách hàng quay lại sau khi dùng thử lần đầu. Do đó hãy tập cái kỹ năng xin lời giới thiệu cho đội nhóm của bạn, và hãy tìm mọi cách để tặng thật nhiều hàng càng tốt cho khách hàng tiềm năng mà bạn muốn bán hàng.